Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Trung Vlog đây. Được không? Hôm nay mình sẽ làm một cái con diều sáo, diều cụ luôn mọi người ạ. Khoảng tầm độ 3 mét rưỡi nhá. Đấy, lôi ra đây. Đấy, mình đang chặt tre này. Thế mình đang chẻ tre ra. Cái khúc này khoảng độ tầm 3 mét rưỡi nha mọi người. Đây. Đấy, 3 mét rưỡi. Mình sử dụng cái giấy này này, cái túi này này. Tròn đúng 3 mét rưỡi hơn. Cái này là 3 mét 4, nhưng mà mình sẽ làm lại 3 mét rưỡi nhá. Đấy, anh trẻ này này. Tại vì là cái con diều sáo này của mình này nó bị gãy mất mọi người ạ. Gãy mất cho nên là mình sẽ làm một cái con diều cụ luôn. Nó gãy. Với lại là tồi tàn quá, nó gãy với lại đây, nó gáy cái này này. Với lại là nó rách hết rồi. Này, mọi người nhìn. Rách hết này. Không bay được. Nên là mình quyết định làm cái con diều sáo khổng lồ, diều cụ luôn mọi người ạ. Đó. Đấy đây nha. Lần đầu tiên trong đời mình làm cái con diều to như thế này luôn mọi người ạ. Mẹ căng sai rồi. Không được. Toàn vào lấy cái máy tính. We'll be right back.
mọi người nhá, mình làm từ sáng thì đã làm xong phần khung của con diều cũ của mình rồi. Đây, đây là phần khung của nó nha mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Đấy, phần khung nha. Đúng 3m35. Đấy, đây là cái phần đuôi cá nha mọi người. Mọi người thấy được không? Nhưng mà cái phần này căn bản là ở đây nó có cái khúc quá này. Có cái khúc nào không gấp được. Đấy. Đấy, cho cái khúc lên trên cành này là đẹp. Nhưng mà không sao. Vậy là ok rồi, mọi người thấy ok không? Mọi người thử đoán xem là nó có bay không? Tí mình sẽ đi test luôn nha. Làm xong phần khung rồi, giờ là mình sẽ đi tiến hành khâu nha. Tiếp tục là khâu thôi. Chứ mình không có keo, những cái keo đồ nghề để mà dán đi. Dán thì nó sẽ ấy hơn, sẽ đẹp cũng như là dễ hơn nha. Mình thì cũng chưa biết là nó có bay hay là không. Nhưng mà cứ tí nữa nha. Tí nữa mình sẽ sử dụng cái dây này. Dây này để mình bay. Chả biết có bay không. Mình sợ là nó đứt dây ý mọi người. Cái thứ nhất là 70% là sợ không bay được. Còn 30% là mình chỉ sợ đứt dây thôi. Dây này là mình buộc đây, mình kéo là hơi chắc này, không đứt được này. Đây. Lôi cả người đi. Sợ luôn nha. Rồi là mình sẽ tiến hành khâu luôn nha.